Nói bậy ở đâu ấy? Đi học hay là đi học được cái gì ở đây? Có máy tính gì rồi? Mua máy tính chưa? À, và Thành nhỏ cơ. Chưa thì mua được rồi đấy. Mua mẹ mua cái máy tính. Hồi lúc nào? Này, giờ mẹ mua được rồi.